dương thư main form hay ấy nhóm đang thơ tự design tự tôn chỉ mùi nâng user nè user và chẳng tự tôn chỉ mùi nâng form user nhóm đang thơ ca design tí mùi nhóm miên label và nhóm miên label mùi và tí pí nhóm miên text box và text box hoa nhóm và nhóm select về máu nhóm vô font và nhóm vô font và nhóm nhóm vô theme như roman nhóm vô font đọc 4 và tọa máu à, lại nhóm vô có và nhóm tiên bia bên này tọa máu nhóm copy và một tí chẳng tí muối dựng ra đăng này tí muối cứ cái cứ user id yes sorry có anh thích cứ user id tí pí cứ user name username tí bấy cứ password và password tí bốn cứ user type và user type chứ nhầm tiên viên tích máu à, tiên đi máu nhầm tiên phần nắng và chẳng bắt đầu máu lại đến nhóm trời đã chung mua ai thì chụp bọc nâng này trời đã chung mua thì chụp bọc nâng cư tìm mũi cư nhóm đã chung mua tha thì ích thí user id nhưng đã chung mua cho mà bây giờ chọn call hai viên đấy bà tìm phí cư thì ích thí username tìm bấy cư thì ích thí password tìm bốn cư ở đấy tí bốn như là prà năng tế cứ nhầm prà combo box nhầm prà combo box và prà combo box chứ nhầm đồ phone này thêm như roman đập buồn và chẳng như trời đăng vậy tệ tôn cho môi nâng à combo box này viên miên là cái nhầm trơ miên user và phép user thai vì trơ miên admin hay nâng user nè chẳng nhầm cho tôi cái lại ai thấm nhầm đạo về hỏi cư admin user nè admin user chẳng mẹ thảo ách bây viên chạy máu về miên admin miên user ô tô một tịch được không được nè chẳng bà tạo máu nhầm miên bụt tống nhóm bật tông nhóm đồ phôn bật tông đấy thêm new roman nhóm đã đọc buồn đấy ấy chứ cho lót chỉ lục phổ bật tông thêm new roman đã đọc buồn đấy và tỏ máu nhóm copy để xa dương biên bật tông mà anh chỉ luôn chẳng tìm muối cứ bí thì ấn insert đa bọc phải viết nhập lại tha add new tí bí bí thì ấn edit và chẳng nhập lại tha edit và bí thì ấn update và phải update và tí bấy chẳng cứ tệ tôn cho mùi nâng bi thì ấn delete chẳng cứ delete nè nhưng pra dự nút bay bay nè bạn chẳng bắt đầu má nhóm miền mùi tiết nhưng pra data grid view và data grid view
Và đại ta cái điều này tí bên này đại ta cái điều vì được thông về trong đây thì dẫn trong bàn phần này phần này nhầm bẩn đấy à đấy nhầm tiền mà tao thằng cào mày máu tao máu nhầm pra ăn chờ biết cứ chơi sẽ đam cào tay nhầm đỏ lờ ở đây bị point mày lờ lờ này khỏi đấy đó đấy bà trắng nhầm ad biết nhầm chơi lấy nhầm ad đi máu nhầm nhầm ad cào lóng nè lại header thì mỗi cứ user id ở nhá chờ lòng anh thở nhưng id thôi đấy các bạn ad máu thì phí cứ username tí 3 cứ password tí 4 cứ cái okay. User thay nhé chẳng nhầm add máu và ok bạn chẳng việc tân phù lì chẳng nhầm vô cái mình lại option về mũi chúa thà column auto size column mode nè auto size column mode vô field và chẳng ai biết field bình nhân món hai nhóm đồ phần bia nè lời phần bia cái miếng lại mũi mua tha column header để full size style nè column header để full size style nhóm vô lại phần này nhóm vô time new roman đại máu hai nhóm vô đập đập bốn nhóm ok máu chẳng nhóm nhóm ai à title biến nên biết đo center nè ai biết nơi chọn chọn cái đá và chương nhiệm chính ok máu cứ bị nơi chọn mấy cái middle center đó middle center chứ này khi nào thoát gì khi nào thoát so này chương nhỏ trong pan này chương nhiệm đo trên những con này đo cái add delete record resize rồi thì thấy cứ nhiệm bỏ trên cứ nhiệm tục tái tay phần đồng nhé nhưng mà này chương cái design nhưng mà nắng hỏi nhiệm ai đặt alert lên tính tới hỏi việc add tích nhiệm ai đặt tha user information và của mình user tới hay dân ai đặt đo một phẩy buôn này tới tam là dân kịch hàng việt sa thứ có một phẩy buôn bia ở toàn thông là bốn ai đặt đo một phẩy bay tới dân ai đặt user information chân này thằng lớn tới cứ dân bồn biến rồi đáp user ở dân tầng đấy tới nhóm bắt anh đi tiền nhóm bắt à minimize maximize chào được đó chân là lời form nữa nhóm bắt minimize là minimize và chứng nhận bật chào đấy ô hỏi nhỉ đấy chứng này à, fo âm user đấy nhóm đồ à lại thấy những đặt tha user information được này chứng vì từ về cái user information chứng lại nếu bây giờ trong đặt icon dương đặt to điện tử và sao dương miền icon đấy chứng dương đặt p rồi đấy à lấy những ba bình đẳng chắc là lấy những tới đẳng từ bốn pin start up máu từ con này bị tới bật đấy bà chắc nhóm trôi từ căn form load tí mùi giờ tới đăng thà nhóm anh đi mùi tao mà đặt cho một nhóm click user type cb user type chắc nhóm trôi tới đặt thà txt user id underball smartphone txt username dot underball smartphone txt password dot underball smartphone cb user type dot underball smartphone btn update dot underball smartphone btn delete dot underball smartphone chẳng nhầm bật có cứ tục tái ấy kì tái add new mùi thì đấy chẳng lấy sẵn start vừa dẫn nhập start nhập trích lời user và chẳng khinh bật ổi khinh bật ổi và bật ổi ở bên thay vì thế tế và chẳng và top máu nhóm cho từ căn nhóm cho từ căn add new nhóm cho từ căn add new nè add new nhóm cho từ căn add new nhóm cho bắt đăng từ say if btn insert dot text
add new then chẳng thì username dot underscore small true dựng bằng vì tại vì dựng khởi chơi dựng bằng bằng thì chỉ bỏ ok bị chỗ đó và thì password dot underscore small true cb user type dot underscore small true và chẳng miền này cho mấy miền này thà code bây giờ code click lên add new tới thì cái thì chỉ bỏ ở những viên nâng viên nâng bằng và chẳng p để bạc hai b thì ăn insert dot text small chẳng b thì ăn insert dot text nâng prai pia và nâng prai pia từ chỉ pia thế mình add new đi thế cứ insert data p click tới vị insert data p để kêu bị châu nói cứ cái nâng insert data và chẳng lấy vị insert data nhưng sao start add new to insert data kế chứ là những ai bị châu bà này thông ra select biệt tật toán và chẳng nhóm tôi tốt error mùi dần nhóm tôi tốt error L F THT username dot text small null or THT password dot text small null or cb user type dot text small null và chứ mình đây tha tập on đó ba hiện tập small null nhầm ai bỏ message box dot show prap tha please insert value và ai kế bị chôn phổ biến này vào dù đừng xa tái kê ở tăng bàn bị chôn này phổ biến được ổn và chẳng bao xin kê bị chôn ở hai L cứ message box dot show cứ để kế sạc sạch nè sạc sạch chứ mình đây thà con bị chôn bán đã bị ở xa tới ở record has been inserted và chẳng bây giờ cái insert hay cứ THT username dot clear và đây là dùng clear thì chỉ bọc bằng chó còn ai mình tiếp bộ insert hay là ai cái insert là đàn đàn đoàn thêm bài rồi chẳng THT password dot clear cb user type dot cb user type dot item nhưng mà chuyện tích nhé lại nè bao dương đặt item dot clear miễn này thả tên ở đây là không combo box được ó win clear được ó cho ai dương add user nâng admin mà nhớ chẳng viên mình bắt này tại thế chẳng dương nó bay cùng ai bị bắt dương còn đặt dot thích smile nào rồi cái nó chìm chạy cái tay dương phớ là cùng ai bị bắt đặt tay dương nè và top máu p bị clear hai dương trân đầm nè này nè này dương trời bật bia bình dương bật bia bình dương cục bì máu chấm dương vô máu dương bật này thì chụp bọc nâng bình nhưng thương nông mầm nạ cào đấy chấm bê bật hai bi thì ấn insert dot text ao trên nhiều bình trên nhiều ghê bình trên nhiều bình add new bình và tỏ lấy những xà nhóm cho user nhóm cho add new ping user nhóm cho insert pop ở ba này tin xưa vào user sao tao chụp lại khăn tới đấy phải cho password insert vào user chụp lại khăn đấy nờ và trắng nhóm select máu như là tha admin pop record has been inserted tới lại khăn trắng nhóm ok máu clear được quá và và đang mấy password ở clear trắng từ mở thì sẽ học bị đỏ và mấy cứ thì password dot dot clear chẳng đoàn tiết mở đó mấy và chẳng add new máu password user type insert book record has been inserted đấy ok máu clear chẳng có chừng bị bật với những cái chính phí add new
chẳng anh ấy cứ chia can được không form mà dư được không end u được con chia condition này dư còn toàn đo lại tại bài hệ coi dư tụt error mà chỉ muốn là bấy cả peer user để có thuê bài hệ để cả cho chị nè.